chào mừng quý vị đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Cảm ơn các bạn, hôm nay quá là nhiều, vỗ tay lớn lên được không ạ? Đó. Ngày hôm nay thưa quý vị, chúng tôi xin chào đón quý vị đến với chương trình Nhanh Như Chớp, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện và được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên HTV7. Thưa quý vị, ngày hôm nay là bé em gái tôi là Harry Won. Dạ. Mặc bộ đồ nhẹ nhàng, xinh xắn nữ tính. Thank you anh. Và bé là một nữ ca sĩ tồn tại với thời gian. Là sao anh? Không bao giờ mà thấy già đi. Ui. Cái nhan sắc của em trường tồn. Trời ơi, sao hôm nay lại anh lại khen em như vậy? Thấy lo đúng khen không? Khen em như vậy là em bắt đầu lo lắm rồi đó. À, nhưng mà thiệt, Ari là càng ngày càng xinh nha mọi người. Có hai người trong showbiz này anh thấy càng ngày càng xinh lên. Là ai anh? Là em và vợ anh. Wow. Thiệt chứ bộ, thiệt. Trời ơi, kiểu này chết thiệt chứ. Wow. Thiệt tình là vậy. Với lại anh ra ngoài đường người ta cũng hay khen lắm nha. Ủa, sao ở ngoài trẻ vậy? Hỏi sao vậy cô? Trong tivi mày già lắm. Tức là trong tivi là anh đóng với da ông già không đúng hả? Đúng rồi, mấy cái anh làm rau vẽ rau này nọ trong ra đường mặc đồ bình thường thì nói trời ơi trẻ quá. Mày ở ngoài này ngon nè, ở trong tivi mày ghê quá. Mấy cô chú ở dưới quê là hay khen vậy đó. Thưa quý vị, là cái chữ mày tao á, mày tao rồi đó, là khi mình đặt vào ngữ cảnh và cái lứa tuổi cũng như cái vùng miền là nó sẽ dễ thương. Dạ. Nhưng mà em thấy á, cũng biết cách nói chuyện thì cái mày tao nó lại rất là nghe dễ thương. Đúng rồi, tại vì cái mày tao ở dưới miền Tây á. Dạ. Là con tám ra đây tao biểu nè, chín đâu, mày ăn cơm chưa? Dạ. Chồng em cũng thỉnh thoảng nói em mày á. Ô mày, nghe mày nó rất là đáng yêu. Dạ như này, dạ như này. Mày nha, bữa nay mày đẹp quá, con quỷ đẹp quá trời. Xong em nói lại, ê tao lớn hơn mày nha. Em nói vậy đó. Hết nói được luôn. Đó, trong showbiz của những đứa anh có bao giờ kêu là em đâu. Chỉ có em là nói em, hôm nay mấy giờ về vậy đó. Chứ còn những đứa em như là Khả Như, Buka, anh toàn kêu mày tao mà. À. Tại vì cái đó là, cái chữ mày tao là anh em thân thiết trong gia đình đó. Dạ, dạ em hiểu. Còn em là người Hàn Quốc. Dạ. Nên anh ngại cái chữ mày tao. Dạ, dạ. Anh kêu bé ra không à. Dạ. Thì ngày hôm nay cũng có mấy bạn gái tới mà không kêu mày tao, kêu cũng kêu tên rồi em ơi rồi thôi. À. Ừ, chứ kêu mày tao chồng nó quánh. À. Hôm nay có hai đội chơi thưa quý vị. Đội đầu tiên sẽ là anh Hùng Thuận, Kelly và Tú Vi, xin mời. Chúng ta lại gặp nhau. Đây là vòng tứ kết thưa quý vị. Ở vòng này chúng ta sẽ chiến thắng để vào bán kết, rồi bán kết mình thắng nữa để vào chung kết, rồi chung kết mình thua. Vậy thôi. Hôm nay là em thấy cái ngày đó rất là quan trọng, mà vừa là một cái ngày quan trọng dành cho ai đó nữa. Đúng rồi. Là sao chưa hiểu lắm ạ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Thank you. Wow, hôm nay là sinh nhật thiệt á. Ngày ghi hình luôn hả? Dạ. Bây giờ vậy, hôm nay là sinh nhật em, là ngày quay luôn thưa quý vị. Anh sẽ đãi hai chồng em một bữa ăn tối tại nhà hàng mới của anh, Destiny White House. Yeah. Anh ơi, em mời có được không anh? Nhưng mà phải là ngày hôm nay nha, còn nếu ngày khác là không đãi nha. Nó chỉ có ý nghĩa đúng ngày sinh nhật thôi. Vậy hả? Nay lỡ bút chỗ khác không sao? Dẫn nguyên gia đình vô cưng. Vậy hả? Hôm nay miễn là hôm nay thì bao nhiêu người cũng được và ăn uống cái gì cũng được. Trời ơi, hay quá vậy. Vậy yeah, thank you. Bây giờ nó đỡ lỡ bút chỗ bên kia rồi thì cancel đi. Rồi bút ngày khác. Đúng rồi, đúng rồi, mình định hẹn ngày khác. Ok, rồi. Ok. Thank you anh. Thank you. Ủa rồi hồi nãy ở trong hậu trường á, tôi có ai tặng gì vậy? Hồi nãy em vòi vĩnh á. Em vòi vĩnh anh Hùng Thuận được 500 ngàn. Đó là ăn giật. Hà đi có tặng gì không ạ? À? Dạ. Mình cũng có chồng và chồng mình cũng có quán ăn ạ. À. Alo, có ai nghe không? Alo. Có ai nghe gì không ạ? À? Alo. Dạ tất nhiên chứ. Cứ tới ăn mà đi, mình thì không có thời gian gì, cái hạn chế cái thời gian chỉ riêng hôm nay không có tính vậy. Dạ. Trong vòng tuần này tới thì mình sẽ bao hàng. Yeah. Quá. Trời ơi. Được rồi, thiệt nha chị, thiệt nha anh, thiệt bé. Nha. Bé chơi dằn mặt.
Nhưng mà không phải ai cũng được ưu ái vậy đâu nha, đúng không? Harry mà tặng cho ai cái gì là cũng nguy hiểm cho tính mạng á. Harry mà tặng cho ai cái gì là cũng nguy hiểm cho đường đời. Cái này là Harry xin anh Thành tặng em nên em nghĩ là đỡ hơn. Đúng rồi. Harry nè, đây cả chục năm trời có bao giờ nó cho ăn cái gì đâu. Em cho anh ăn nhưng mà có hay lắm, bé hay lắm. Lâu lâu coi mình giảm cân như mình đóng phim. Anh Giang ăn bánh trung thu đi anh. Xong cái đợt tới mình giảm cân anh. Bông lan không dịch túi. Thì nó đều mập hết rồi anh. Mà đâu phải là bỏ tiền mua đâu. Fan cho ăn hết đưa qua đây. Em mua đó. Trời ơi, em mua em đặt riêng á. Thôi như vậy là cũng vui rồi. Hôm nay sinh nhật nè. Và mình ghi hình một chương trình ngay ngày sinh nhật mình cũng là điều rất là thú vị ha. Và chúc cho một tuổi mới thành công mới nha. Dạ em cảm ơn anh. Mời vào chị. Rồi, đội tiếp theo sẽ là ai ạ? Dạ đội tiếp theo sẽ là một đội rất 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 là năng động. Đó là Gonzo, Mac Jr. và Hydra. Xin mời. Thấy không? Rapper là mặc đồ khác người thường liền. Chất liền đúng không? Đó. Đúng là ông trời cho mỗi người một việc ha. Có cho anh. Anh mà đọc rap chắc kỳ lắm ha. Ủa gì? Anh Trường Giang mà đọc rap tụi em sẽ mất việc hết đó. Mình là vui vui thôi. Em có thể anh đọc cái rap mà con heo gì đó đó. Anh đọc nhiều rap lắm chứ. Trời trời. Anh đã từng đọc một đoạn rap tặng riêng cho Thiều Bảo Trâm nữa cơ. Ủa vậy luôn hả? Trời, anh cầm bông hoa đứng ngay đầu ngõ anh tặng con nhỏ gọi là yêu thương nhiều lắm chứ. Nó có đeo là mình đọc cho vui thôi chứ không phải là nghề mình không giỏi thôi. Thì hy vọng ngày hôm nay ba bạn phải làm mọi cách để chiến thắng mấy tiền bỏ đứa bên kia. Căng thẳng quá anh. Còn bây giờ căng thẳng. Áp lực quá anh. Đây đâu áp lực, bên kia chán lắm, yếu hả? Yếu. Sinh nhật buồn hay vui là do các em mang lại. Căng quá. Sinh nhật buồn vui các em. Mời vào vị trí B. Dạ vâng ạ. Một là không có gì để nhớ. Hai là làm một đêm sinh nhật đáng nhớ cho chị Tú Vi. Đáng nhớ nằm ở hai góc cạnh. Một là để chị chiến thắng từng vòng sau đó vô vòng trong. Hai là cho chị thua tơi tả. Và sẽ đáng nhớ. Kỷ niệm đẹp luôn đúng không anh? Kỷ niệm đẹp. Sau này chị không bao giờ nghe rap nữa. Không, em vẫn sẽ rất là ủng hộ ba bạn. Tại vì em cảm thấy các bạn rapper thế hệ mới, các bạn nghệ sĩ thế hệ mới rất là dũng cảm, có thể nói lên những cái suy nghĩ và những cái quan điểm cá nhân và viết ra những cái từ ngữ, những cái vần điệu rất là hay nên em rất là ngưỡng mộ. Ủa vậy hồi xưa giờ anh em mình làm nghề không dũng cảm hả? Dạ, nhưng mà thật ra nếu mà nói nghiêm túc là mình làm thí dụ mình đóng phim thì mình đóng cho một cái nhân vật nó không phải là của mình. Mình ít khi mình có thể nói lên được cái tiếng nói mà qua những cái tác phẩm âm nhạc như là các bạn. Anh thấy đúng không? Em nói đúng hả? Không. Anh vẫn nói được tiếng nói của anh qua những live show của anh. Anh phải đóng những vai ông già miền Trung, những người mang lại điều tích cực, đúng không? Thì anh được thôi chứ em chưa có làm. Em đúng hết. Bữa nay sinh nhật em cái gì cũng đúng. Dạ. Đúng hết. Gái sao mà em đẻn lẻn quá ha. Có chồng con mà giống như gái 16. Em cột nơ nè. Thấy không? Nơ. Nay sinh nhật 18 tuổi của em mà. Hôm nay sinh nhật 18 tuổi của em. 18 tuổi thôi. 18 là sinh năm mấy nhỉ? 2002 hả? Không, nhìn nó mới 16 tuổi à. Nói ngượng luôn á anh, thiệt. B2K. B2K2. Thôi bắt đầu chương trình đi anh ơi. Ghê quá à. Em tự thấy em ghê hả? Mọi người thấy nãy giờ rồi. Nói gì nói cái mặt em rất đẹp vậy ạ. Quá đẹp, quá trẻ. Thấy em nghe anh nói là showbiz có hai người càng ngày càng đẹp á. Cho em vô người thứ ba được không? Đúng vậy, em là người thứ ba. Ghê chưa? Bé vẫn còn chưa tỉnh ngủ đó. Ủa bên này không đem máy tính này nữa hả? Dạ, lần trước thì em thấy nó không hiệu quả cao lắm. Và em thấy cái em sử dụng nhiều nhất vẫn là cái đầu của em. Nên là hôm nay em chỉ đem cái đầu đi thôi. Nhưng mà cái bóp này là gì rồi? Cái nơ này cột bên cổ là gì? Cái này là cái bùa may mắn của em ạ. Là mỗi lần đi thi thì em sẽ đeo nó để lấy may. Trong wow. Đó có gì không? Có máy tính anh. Máy tính thu nhỏ anh. Còn cái nơ là gì? Nơ này là trang trí thôi. Hôm nay em cũng muốn nhìn giống 18 tuổi. Ta-da. Bây giờ cặp đầu tiên sẽ là ai ạ? À? Đây cho chị lên ha. Rồi. Đây. Và Kali. Kali.
Xin hãy chọn ai đi trước ai đi sau ạ. Em nhờ chị chọn ạ. Chị chọn đó chị. À chị chọn hả? Em muốn thi trước hay em muốn thi sau? Em muốn thi sau đi ạ. Ok cưng. Rồi. Mời. Kari là anh lên ghế này rất nhiều lần rồi, đúng không? Cái lần cao nhất là số mấy? Số 10. Oh. Một cái câu trả lời giống như tát vô mặt đối thủ. Số 10. Nhưng mà cái đó là may mắn thôi anh ơi. Không, hôm nay những câu này dễ lắm. Dễ không? Thiệt lòng là dễ luôn. Lỡ gì trả lời không được, nhục chết luôn á. Đâu, nhục là một phần của cuộc sống mà. Có gì đâu. Vô tới dòng này là em thấy là không có dễ được. Không, lâu lâu mình có sót vài ba câu. Cũng kiếm được vài câu phải không? Chẳng hạn như là 3, 4, 5 câu đầu tiên là dễ nè. Chúng ta cùng Kali nhanh như chớp. Đối chữ ở câu đầu tiên. Hoa gì dễ vỡ? Hoa, à dễ vỡ thì thường là hoa ly. Lên. Ly dễ vỡ. Dễ không? Giống như là cho không. Câu tiếp theo, chúng tôi đã khảo sát trên 100 em học sinh lớp mặt và các bạn đã trả lời được hết, mặc dù chưa biết nói. Hoa gì đẹp nhất? Hoa hậu. Lên. Wow. Dễ. Dễ quá trời dễ. Bạn Hà không biết tiếng Hàn Quốc, nhưng tại sao Hà vẫn xem được phim Hàn dù không có phụ đề? Là sao? Bạn Hà không... Có một cô gái tên là Hà không biết tiếng Hàn Quốc. Ừ. Nhưng tại sao Hà vẫn xem được phim Hàn dù không có phụ đề? Thì bạn vẫn xem được bình thường thôi, đâu có cần biết là phụ đề hay không phụ đề. Là sao? Tức là bạn xem thì bạn vẫn xem thôi. À xem thôi đâu cần hiểu hả? Đúng rồi. Lên. Chúng ta có nhiều cách trả lời ở câu hỏi này. Em nghĩ là lòng tiếng. Lúc đầu đọc kịch bản trước khi quay á, thì Trường Giang đọc Hà không biết tiếng Hàn Quốc, nhưng tại sao Hà vẫn xem được phim Hàn dù không có phụ đề? Nếu mà Trường Giang ác á, Trường Giang sẽ sửa lại là Hà không biết tiếng Hàn Quốc, nhưng tại sao Hà vẫn xem và hiểu được dù phim Hàn không có phụ đề? Thì mình có một đáp án, đó là lòng tiếng. Lòng tiếng hoặc là thuyết minh, đúng không? Còn không thì mình cứ trả lời ủa mắc gì ai xem không được. Đúng rồi, đâu cần hiểu. Đúng rồi, đúng không? Xem hay mà. Hay mà quá hợp lý. Ba câu dễ là đúng chưa? Lời Trường Giang nói có sai đâu. Năm câu dễ lận. Câu số 4. Số gì có đến 8 chân? Đây là một câu đố mẹo. Số gì có đến 8 chân? Đố mẹo hả? Hoặc là đố chữ cũng được. Mình phân tích cái chữ lên ra 8 chân. Số gì có đến 8 chân? Là có 8 cái chân. Số la bàn. La bàn. Số la mã. Cái gì? Trả lời lại nào. La mã. Tại sao la mã 8 chân? Thì nó có 8 cái chân. Câu trả lời này tôi khẳng định lưu lại dưới nhắc. Có đâu. Vì nếu biết là tự không tích được, còn nghe theo người ta là chắc chắn là không biết. Bây giờ phân tích được thì lên. Rồi. Thì nó có đây nè. Con la với con mã đó. Trời ơi, là anh làm em rối đảo quá à. Con la là gì, mã là gì? Con la là con lừa đó. Đúng rồi. Con mã là con ngựa. Đúng rồi. Con la không phải là con lừa nha mọi người. Con la là con lừa. Con lừa đó. Ừ thì con nhỏ đó. Là nó tên là con la. Trời ơi, con la với con mã. Nói chung là hai con là sao? Đúng rồi, con hai con, mỗi con có 4 chân, hai con là 8 chân. Lên. Giờ em mới chân não được. Quá hợp lý, quá hợp lý. Con gì vừa sinh ra đã nói nó bị câm? Đố chữ. Con gì vừa sinh ra đã nói nó bị câm? Rất dễ đơn giản. Người ta hay ví von như vậy. Không biết kiếm đáp án đại đi rồi mình kiếm câu khác. Tức quá. Con chim đi, mệt con quá. Con chim. Con chim không chính xác. À, con gì vậy? Câm như gì? Câm hến. Câm như hến. Trời ơi, sao anh không hỏi em vậy? Hỏi vậy sao không bằng với đội đối thủ. Ai chơi vậy? Chơi vậy ai chơi em, lợi. Em biết đáp án rồi nhưng mà em cũng phải câm như hến luôn, em không em đúng không rồi. Nói gì cả. Rồi, câu tiếp theo. Thứ gì mỗi ngày phải lột ra thì mới có công dụng? Thứ gì mỗi ngày phải lột ra thì mới có công dụng? Hoặc lột hoặc xé cũng được. Lột ra có công dụng mỗi ngày luôn hả? Mỗi ngày. Everyday. Everyday. Yes. Thứ hả? Gì ta? Thứ gì ta? Lột ra mới có tác dụng. Lột ra có công dụng. Đang ở vị trí O rồi thì trả lời đại, kiếm câu khác cho suy nghĩ gì. Thôi cho qua đi. Thứ gì lột ra mới có công dụng, trời thứ gì trời. Nhanh nào.
Nghĩ không ra đâu. Quá đi lớn. Rồi thôi lột gì? Lột áo đi. Lột áo mới có công dụng. Tôi không biết công dụng gì luôn. Không chính xác. Ai biết ạ? Biết luôn. À, tôi nghe là cái giấy phải không? Cái giấy mà lịch treo tường. Ồ. Lịch phải xé từng ngày đó. Lịch xé đó. Lịch gọi là lịch cuốn á. Mà dùng cái từ lột nha. Em cũng xài đấy. Ít ai xài từ lột lịch em đó. Xé lịch, nãy nói chị xé luôn mà. Kể tên ba con vật bắt đầu bằng chữ N. À, ba con vật bắt đầu bằng chữ N. À, N là có con N tự nhiên bị loạn não rồi nè. Bị loạn não rồi nè. Con N là con cái gì trời? Con nghêu nè. Một. Con ngao nè. Hai. Con ngựa nè. Ba. Hay quá. Đây là câu đối chữ hoa gì có đôi. Hoa gì có đôi? Hoa xoa đũa. Xoa đũa. Cái đó không có nghĩa là đôi được. Bông xoa đũa anh biết mà. Cái người ta hay ăn với lẩu mắm rồi đó. Thì ý bạn nói là so đũa, nghĩa là đũa là một đôi đó. Ờ đúng rồi. Ờ cũng là một đôi cũng đó hợp lý anh ha. Mình cho lên đi anh. Mình lên đi lên. Anh chỗ mỗi lần trả vào một câu nó căng thẳng lắm. Thì đúng rồi. Những câu đũa đôi mà 50-50 thì mình phải phân tích chứ. Ví dụ như hoa tỉ muội được không anh? Cũng một đôi á. Hoa tỉ muội. Có hoa đó hả? Có. Hoa tai được. Ủa? Hoa tai cũng phải một đôi. Ừ hoa tai cũng được. Không, người ta vẫn đem một bên lận. Đây là một câu đối chữ tiếp theo. Chim gì sinh ra đã có người yêu? Chim gì sinh ra đã có người yêu? Sướng vậy. là đố hay là đố chữ đó. Đố chữ hả? Đố chữ. Chim đố chữ. Chim gì sinh ra đã có người yêu? Chim gì? Chim nhanh. Chim gì đó? Hết giờ. Ai biết ạ? À? Chim gì vậy? Không biết luôn. Chim bồ. Bồ câu. Chim bồ câu. Bồ câu à, đúng rồi, đúng rồi. Ok. Như vậy là thưa quý vị, Thali mang về 4 đáp án liên tiếp, chúc mừng. Hay rồi. Hay rồi. Khó quá không? Hay rồi. Không có dễ đâu. Hay quá trời. Thưa quý vị, ngày hôm nay các bạn rapper phải đối đầu với các anh chị sừng sỏ trong showbiz. Và chị ấy đã mang về 4 đáp án liên tiếp. Chúng ta sẽ chờ xem. Xin mời. Anh nói cho em nghe, em chỉ cần mang về 5 là em chiến thắng. 4. Đó. Bình tĩnh Hydra. Hydra yên tâm đi, dễ mà. Kính thưa quý vị, Hydra đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Đố chữ. Hoa gì dễ vỡ? Hoa gì dễ vỡ? Hoa gì lễ vỡ? Hoa hoa gì dễ vỡ? Dễ vỡ, dễ vỡ. Cái gì em dễ vỡ? Em liệt kê ra trước đi, liệt kê ra trước đi. Liệt kê đi. Không, hoa thủy tinh đi ạ. Không chính xác. Đáp án là hoa ly hoặc là hoa sứ. Ồ, giờ hiểu rồi đúng không? Giờ okay. Hiểu rồi hả? Hoa thủy tinh hả? Bạn trả lời là hoa thủy tinh hả? Hoa thủy tinh cũng được mà. Hoa thủy tinh. Đây là một câu đố chữ. Nếu mà đố chữ là được, được đó. Được, được. Hoa thủy tinh nếu là được đấy. Nếu mà đố chữ chứ không phải là. Chính xác đấy. Rồi rồi, chính xác. Trời ơi, may quá. Ngoài ra thì có đáp án là hoa ly hoặc là hoa sứ nữa. Rồi câu hỏi tiếp theo. Hoa gì đẹp nhất? Hoa gì đẹp nhất? Đố chữ. Đố chữ à, hoa gì đẹp nhất? Hoa hậu. Chính xác. Yeah. Và đây lại là đố vui. Hà không biết nói tiếng Hàn Quốc nhưng tại sao Hà vẫn xem được phim Hàn dù không có phụ đề? Đố vui ạ. Xem được phim Hàn dù không xem có phim phụ Hàn đề. Nhưng mà cô này không biết nói tiếng Hàn. Tại nhưng có thuyết mà... minh ạ. Hả? Tại có thuyết minh. Chính ạ. Xác. May quá. Đây là câu đố mẹo. Số gì có đến 8 chân? Số gì? Có đến 8 cái chân. Số gì có đến 8 cái chân? Số gì có đến 8 cái chân? Khó đấy. Khó cái khó này khó là gì? Cô ví von gì đó đó. Số này gì có ví đến 8 gì cái à? Chân? Này đó khó chứ ví von gì. Câu này khó. Số gì khó, có đến 8 cái chân? 8 cái chân, 8 cái chân. Số 8 chân. Còn nhiều câu lắm. Phía sau dễ hơn phía trước. Ok, thế thì em sẽ số Gonzo ạ. Gonzo. Không, câu này khó mà. Câu này khó. Câu này khó.
Bây giờ mình nói ra chưa chắc là hiểu luôn á. Em nghe câu trả lời phát em kiểu số La Mã, em hiểu không? Không ạ. Thấy chưa? Thôi là em giải thích được, chứ không thôi là em đi xuống rồi. Thế là La Mã rồi. La và Mã. La Mã. La. Mã là ngựa. Là con La. Con La là la. Con gì? Con khó đó, con này khó. Trời thế thì ai chơi lại. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Đốt, đốt chữ. Con gì vừa sinh ra người ta đã nói nó bị câm? Con gì vừa sinh ra mà người ta nói nó bị câm? Khó luôn. Con bò đấy ạ. Con bò. Con bò. Rồi, đáp án là hến. Con hến ạ. À, câm như hến đúng không ạ? Câm như hến. Con hình như hến. Đó. Câu hỏi tiếp theo. Thứ gì mỗi ngày phải lột ra mới có công dụng? Thứ gì mỗi ngày phải lột ra mới có công dụng? Lột ra mới có công dụng. Mỗi lột ngày luôn. Hoặc là xé luôn. Lịch ạ. Chính xác. Hay. Tên ba con vật bắt đầu bằng chữ N. Con ngựa này. Con ngựa này. Con nhái. Con nòng nọc. Rồi, chính xác. Yeah. Đây là đốt chữ. Hoa gì có đôi? Hoa gì có đôi? Hoa gì có đôi à? Hoa tai là có đôi. Ôi. Như là đố chữ hay là đố gì ạ? À? Được. Chính xác. Câu hỏi tiếp theo. Đốt chữ. Chim gì sinh ra đã có người yêu? Chim gì sinh ra đã có người yêu? Chim gì sinh ra đã có người yêu? Người yêu chim Đáp án là chim bồ câu. Thế à? Có bồ. Thế à? Theo tôi có bồ em sẽ hiểu. Kính thưa quý vị, Hydra đã đúng đáp án liên tiếp 3 câu. Hiện tại lượt đầu tiên mình đang thắng 1. Bây giờ cặp thứ hai lại. Trời ơi, bé lên liền luôn kìa. Let's bên go. Này à. Ai lên trước, ai lên sau ạ? Người đàn ông thành đạt, Music Man. Em muốn trước hay sao? Em muốn sau được không anh? Rồi, được. Anh cảm ơn anh. Thì trước làm sao? Trời, mỗi lần lên cái ghế này nó áp lực lắm nha. Áp lực chứ gì? Mấy em nhỏ. Mấy bạn trẻ hả? Mấy bạn trẻ, hôm nay còn thi mấy bạn trẻ nữa. Đâu gì đâu. Sợ thua nhục thua gì. Em thì cái đây rồi. Mình đã đóng phim cái lúc mà mấy bạn còn chưa sinh ra đời nữa nè. Trời ơi. Năm 95. 95 là con số vừa mới sinh ra luôn không mới em? Sinh ra đời luôn á. Trời ơi, đừng có đùa. Em vẫn còn nhớ là hôm đấy em sinh ra ở bệnh viện phụ sản xong em thấy trên TV chiếu cái phim đó luôn. Em nhớ là lúc em mới đẻ ra là em coi được phim rồi hả? Ôi, bé thằng đồng ghê không? Khiếp thiệt. Gì vậy em? Để coi. Thôi đừng có tạo áp lực cái Thuận mà. Dễ. Quá dễ. Dễ không? Thưa quý vị, 2 phút cùng Hùng Thuận nhanh như chớp. Bình gì có âm có dương? Bình gì có âm có dương hả? Quá đơn giản. Bình ắc quy. Đúng rồi, chính xác. Âm dương đàng hoàng. Bình gì có suối nước nóng? Bình gì có suối nước nóng Bình Tiên á, Bình Châu gì? Đúng rồi. Bình Tiên hả? Không. Bình Châu. Bình Châu. Lần Hồ Đàm. Đúng rồi, Bình Châu, lên. Bình Châu. Ê sao, cái câu này dễ quá à. Bình gì cộng lại chia đều hả? Bình gì cộng lại chia đều? Bình... Một tháng lãnh 5 triệu, tháng sau lãnh 7 triệu, tháng sau nữa lãnh 18 triệu. Chia đều ra gọi là bình gì chia đều ta? Bình gì mà chia đều cho mỗi đầu người? Bình quân. Đúng rồi, bình quân. Từ từ bình tĩnh lại thôi. Theo tiêu chuẩn của YouTube, nút bạc tương đương 100.000 lượt theo dõi subscriber, 1 triệu là nút vàng, 10 triệu là nút kim cương, 50 triệu là nút ruby. Vậy 100 triệu lượt theo dõi sẽ được nút gì? Cái gì chị? 100 triệu lượt theo dõi. 100 triệu lượt theo dõi. Gì? 50 triệu là nút ruby rồi hả? Đúng rồi. 100 triệu. Hình như là chưa có một cái nút nào cao hơn nút ruby hết á. Không, chính xác. Ai biết à? Nút kim cương đỏ. À, kim cương đỏ.
Vậy trên thế giới đã có bao nhiêu YouTuber đạt được nút kim cương đỏ? Chết rồi, này không phải sở trường của mình rồi. Mình chọn con số thôi. 2. Đại. Chính xác. Hay quá. Hay quá. Thiệt hay là vô. Cũng may mắn quá. May mắn quá. Đó là T-Series, một công ty thu âm Ấn Độ, và PewDiePie là cái bạn mà YouTuber hot nhất thế giới đó. Hay quá. Một game thủ, một YouTuber rất là hot luôn. Câu tiếp theo, chú Cụi và chị Hằng bán đất thì gọi là gì? Chú Cụi và chị Hằng bán đất hả? Gọi là ông Thuận. Thấy chỉ có tôi bán đất, chú Cụi chị Hằng mới bán đất luôn trời. Đây là một câu đối chữ rất là dễ thương. Chú Cụi chị Hằng bán đất. Chú Cụi chị Hằng sống ở đâu? Ở Cung Trăng. Thì đó. Trời ơi, xấu câu này. Bán đất, bán đất, bán đất. Chú Cụi và chị Hằng bán đất thì gọi là gì hả? Cò hả? Hả? Là sao ta? Đố chữ mà. Chú Cụi chị Hằng bán đất. 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 Bán Nguyệt hả? Ô, trả lời đại đi, lấy qua câu khác. Nhà đất Hùng Thuận đi. Không, chính xác. Ai biết ạ? À? Ai biết kìa. Bán Nguyệt. Chính xác. Bán Nguyệt hả? Trời ơi. Thấy hả? Đang là Nguyệt. Trời ơi. Bán Nguyệt hả? Hả? Trời ơi. Được ánh đó. Rồi tiếp đi. Lấy cái não đem dũng đi. Đây là câu đối chữ. Thua 7 lần liên tiếp thì gọi là gì? Đối chữ nha. Biết luôn. Quá dễ. Thua 7 lần liên tiếp. Thất Trời ơi, ở này không biết nữa thì thôi luôn đó. Thất Thiệt lúc này không biết nữa thì thôi luôn á. Không biết nữa thì thôi. Thất bại. Lần. Trà ô long, trà đen, trà xanh, trà trắng, trà pua. Cái nào là loại trà phổ biến nhất? Trà ô long, trà đen, trà trắng, trà pua. Trà phổ biến nhất hả? Phổ biến nhất hiện giờ là trà xanh đó. À, trà xanh đó. Trà xanh bây giờ ăn phổ biến lắm luôn á. Đang trend luôn đó. Cái đó là... Cái đó tôi không quan tâm. Trà xanh. Thôi trả lời trà ô long đi. Không chính xác. Ủa nó còn xuống nữa không Tăng? Cái trà mà đi ra chị bán em gói trà là trà gì? Trà đen. Trà đen. Trà đen. Ủa trà đen hả? Ủa, trà xanh xong rồi trà đen trà gì? Trời ơi. Trà xanh chỉ chiếm 10% sản lượng bán ra trên thế giới. Ủa không có được trả lời theo cái thị trường mặt bằng chung của hiện tại tình hình. Câu này là trả lời đúng chứ không có được là không có mẹo mẹo miết vậy đó. Trong MV Đom Đóm, Jack mang 8 cái gì trên người? Trời ơi, có coi không? Chết rồi, có coi nhưng mà không có nhớ bà ổng mang cái gì hết đó. Không có nhớ bé Jack mang cái gì luôn á. Mang 8 cái gì ta? Chắc là em thấy có nhớ có vẻ cái mặt nè. Biết không? Chị cần 8 cái gì vậy? Mang 8 cái gì vậy? Ai vậy? Để ý đúng không? Ai để ý ổng mang 8 cái gì? Mang 8 cái gì ta? 8 cái bông hoa đi. 8 bông hoa không chính xác. Các bạn chúng tôi sẽ công bố ở lượt hỏi sau. Và như vậy Hùng Thuận mang về 3 đáp án liên tiếp. Chúc mừng. Khó. Khó quá. Em khó. Thưa quý vị, chúng ta gặp gỡ lại Mark Chujo. Anh Thuận mang về 3 đáp án liên tiếp chính xác. Mình chỉ gặp 4 lần thắng. Ok. Chứ mình mà không mang về được 3 là lượt này mình thua, là dòng tranh là có khả năng là go home early. Oh. Go home early là kỳ lắm nha. Căng thẳng quá. Xin mời lên. Dạ vâng anh. Trước đây em tham gia chương trình Nhanh Như Chớp á, lúc đó em đã đúng đáp án liên tiếp mấy câu vậy? Rất là nhiều ạ. Một câu ạ. Lúc đó có phải chị đọc cho em không? Dạ không. À vậy hả? À ok. Lúc đó là do câu hỏi nó... Khó quá. Không. Do dễ quá mà do em không có trả được những câu dễ như vậy. À vậy hả? Vậy thì lần này thì em để cái nồi ở trong nhà chưa? Dạ rồi. Rồi ok. Chúc em may mắn nha. Vâng ạ. Em cảm ơn ạ. Kính thưa quý vị, Mac Junior đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Bình gì có âm có dương? Bình có gì âm, có âm có dương? Có dương. Cái này đố thiệt luôn á chứ chữ gì nữa. Đố thiệt. Câu này là có âm có dương. Đố nghiêm túc luôn á. Nghiêm túc rồi. Thôi em trả lời cái bình này có dương thôi, không có âm được không ạ? Bình dương đi ạ. Thôi dễ thương. Dễ thương. Không trả lời dễ thương. Thiệt á. Rồi đáp án là bình ắc quy.
Aquia giờ rồi ạ. Không mà câu trả lời dễ thương. Lại là đố chữ. Bình gì có suối nước nóng? Bình điều hòa ạ. Bình điều hòa là cái gì? Bình cho gì trả lời lại đó. Bình gì có suối nước nóng? Nói chung là cái từ vựng đó phải có ý nghĩa nha. Dạ rồi. Quan trọng là bạn thì biết hay không đã. Một địa danh. Bình gì có suối nước nóng? Em đã bao giờ đi suối nước nóng. Bình thủy. Bình thủy. Không chính xác. Không chính xác. Bình thủy có nước nóng chứ có suối đâu ta nhập đó. Đáp án là Bình Châu. Bình Châu. Bình Châu vô. Chắc không biết rồi anh vậy. Bình Châu gần Hồ Trà nó có suối nước nóng để mình tắm rồi mình luộc trứng đó. Dạ vâng. Rồi, lại là tốt chữ. Bình gì cộng lại chia đều? Bình phương ạ. À? Bình phương là nhân đôi. À. Cho trả lời lại cái nữa nè. Bình gì cộng lại chia đều? Đúng rồi. Cái từ này hay có trong báo cáo cái thứ. Bình tân. Bình gì cộng lại chia đều? Đó, em có tiền lương tháng này là 10 triệu, tháng sau 20 triệu, tháng 1. À, bình quân ạ. Yeah. Yeah. Rồi, câu hỏi tiếp theo. May mắn quá. Theo tiêu chuẩn của YouTube, nút bạc tương đương là 100.000 lượt theo dõi. 1 triệu là nút vàng, 10 triệu là nút kim cương, 50 triệu là nút ruby. Vậy 100 triệu lượt theo dõi sẽ được nút gì? Hiểu không? Em hiểu không? Em hiểu hay không đã? Anh giải thích lại. Nếu mà 100 triệu sẽ được nút gì? Em nghĩ nó vẫn là nút ruby thôi ạ. Nút ruby? Dạ. Không chính xác. Đáp án là nút kim cương đỏ. Nút kim cương đỏ. Nhưng mà cái này thì chị cũng không có biết. Quay. Có ai có ai đã từng có nút kim cương đỏ chưa ạ? Bình tĩnh, câu tiếp theo. Vậy trên thế giới đã có bao nhiêu YouTuber đạt được nút kim cương đỏ? Đưa số lượng thôi. Bao nhiêu người? Em nghĩ là 3 người ạ. 3 người. Không chính xác. Đáp án là 2 người. Từ từ thôi. Một là T-Series, một công ty thu âm Ấn Độ, và PewDiePie, một game thủ. Dạ vâng. Ủa các bạn PewDiePie mọi người chắc biết chứ hả? Dạ, biết ạ. Bạn này là rất nổi tiếng trên YouTube luôn và rất hot gamer. Bạn này kiếm một năm không biết bao nhiêu triệu đô la. Đố chữ. Chú Cuội và chị Hằng bán đất thì gọi là gì? Chị Hằng sống ở đâu? Chị Hằng sống ở Cung Trăng hả? Đó, nhắc tới vậy là được rồi đó. Thì bán đất. Bán gì? Thì gọi là gì? Đố chữ đó. Bán nguyệt ạ. Hay quá, hay quá. Rồi. Thua 7 lần liên tiếp thì gọi là gì? Trời ơi, thất bác ạ. Không chính xác. 7 lần. Từ từ. 7 lần liên tiếp. Chậm chậm thôi cơ. Là gì nói đi. Phân tích rồi hãy trả lời cơ. Bảy là gì? 7 là thất ạ. Thua là gì? Thất. Không thắng người ta gọi là gì? Là không thắng thì mình có thể gọi là thất thiệt ạ. Thất bại. Câu này dễ uổng quá trời. Ôi, uổng quá trời. MC em bị vội quá. Vội quá. Từ từ. Dạ, em bị vội. Bình tĩnh thôi. Đây là có sự lựa chọn nha. Trà ô long, trà đen, trà xanh, trà trắng, trà pua. Cái nào là loại trà phổ biến nhất? Trà ô long. Trà đen, trà xanh, trà trắng, trà pua. Trà ô long, trà đen, trà xanh, trà trắng. Trà trắng, trà xanh. Cái nào gọi là phổ biến nhất? Trà xanh hả? Không, chính xác. Thằng nhỏ cũng chọn trà xanh. Đó là trà đen. Trà đen. Đúng rồi. Rồi. Trà xanh ngon mà. Trà xanh là chỉ chiếm 10% sản lượng bán ra trên thế giới thôi. Ồ, có những câu nó liên quan tới cả... Dạ rồi. Trong MV Đom Đóm, Jack mang 8 cái gì trên người? MV Đom Đóm, Jack mang 8 cái gì trên người? Không biết. Xem chưa ạ? Chưa ạ. Chưa, vậy là khó trả lời. Chẳng biết được. Có xe thì còn không biết nữa mà, không gọi gì không xem. Mang 8 con đom đóm hả? 8 con đom đóm. Chính xác. Đã bán là biếm tóc giả. Biếm tóc giả. Rồi, bánh gì lúc nào cũng thắc mắc. Bánh hỏi. Đúng rồi, chính xác. Tóc giả. Khó mà, cái bộ này khó nè. Hết giờ. Dạ, như vậy là Mac Junior đã đúng một đáp án mà thôi. Bây giờ chúng ta lại thắng 2-0. Bây giờ nếu như Tú Vi mà thắng nữa là tiễn bạn lên đường. Còn nếu thua thì người ta sẽ có cơ hội lật ngược thế cờ. Dạ.
cố lên anh. Xin mời. Hãy làm cho chủ nhật của em hôm nay hoành tráng đi nào. Chúc mừng sinh nhật chị. Thank you em. Nhân ngày sinh nhật thì em sẽ tặng chị một món quà, đấy là một đoạn rap. Đó chính là... Đúng rồi, đoạn rap đi con Dung. Em định bảo là tặng chị một trận thua nhưng mà... Thôi, ta thua về sao? Đây thì bây giờ tặng một đoạn rap. Ok, bài gì cũng được. Bài gì cũng được đúng không? Vâng. Ok, ok. Thì là một bài nhạc tình yêu. Đấy, ok. Là phối lại theo bài KT của anh Lam Trường và cũng là... Bài đó là bài chị với chồng chị hát chung lần đầu tiên luôn á. Đó, cái bài đó là một bài em rất thích. Ok. Tôi không nhớ rõ nhưng có lẽ đó là một chiều nắng. Không gian tĩnh lặng chỉ có chúng tôi bên con đường vắng. Mọi người cười nói như thể lâu rồi mới rảnh hàn huyên. Nhưng sao trông em lạc lõng giữa cảnh đoàn viên. Nỗi buồn xa xăm vẫn thường qua thăm nhưng em giấu sâu đôi mắt. Em thường chìm trong suy nghĩ và giật mình khi lâu lâu tôi nhắc. Và cũng đã lâu kể từ khi em cho mình nở nụ cười tươi. Trò chơi tình ái với em thì khó vì nó luôn phụ người chơi. Sao nghe buồn quá vậy em? Dễ đẹp, dễ đẹp. Thì đó. Can't breathe, can't breathe. Ủa anh làm chuyện hát gì đó? Anh không có gì vậy đó. Then mới khi em kìa. Ai lên trước ạ? Em đi trước, em sẽ gánh hai người đồng đội của em trên vai để lên trên con tàu. Lên. Như vậy là thưa quý vị, đây là một vòng đấu mang tính quyết định. Nếu như Thu Vy thắng thì coi như mình thua, nhưng nếu mình thắng thì còn rất nhiều cơ hội. Mình phải lật ngược thế cờ. Phải lật ngược thế cờ. Phải lật ngược thế cờ chứ. Chả lẽ thua mà thua trắng ba không thể lấy thua. Không thể làm vậy được. Không thể như thế được. Anh em rapper coi mình là gì? Mình phải thắng chứ đúng không? Phải thắng. 2 phút. Phải thắng. Dành cho Gojo. Nhanh đi chấp. Câu đầu tiên là câu đối chữ thưa quý vị. Quần nào không dùng để mặc? Quần đảo á. Lên. Ôi. Liệt kê ba từ ghép có nghĩa với từ cầm, nhưng từ cầm không có nghĩa là nắm giữ. Ví dụ như cầm nhầm là không được. Nope. Cầm thú. Cầm thú. Một. Trời. Đưa ra đáp án không dám chối cãi luôn. Cầm đầu. Hai. Cầm kỳ trong cầm kỳ thi họa lên được. Kể tên ba con vật bắt đầu bằng chữ R. Ba con vật bắt đầu bằng chữ R. Con rắn. Một. Con rết. Hai. Và con ruồi. Yeah. Đây là câu đối chữ. Cây gì mang tên một loài chim? Cây mà lại mang tên một loài chim. Sao mày lại mang tên một loài chim ở cây? Cây đây ra cây để cây ổi, cây mít, cây táo, cây cây bằng lăng. Không, chính xác ạ. Ơi á. Cây sáo anh ơi. Cây sáo đơn giản thôi. Cây câu tiếp theo. Bánh gì tên một loại thức ăn nhưng không ăn được? Tên một loại thức ăn nhưng không ăn được. Bánh. Tức là cái bánh này nó không ăn được. Vâng. Nhưng mà lại tên một loại thức ăn. Nhưng mà nó lại tên một loại thức ăn. Vâng. Đầu đến thế đấy. Một loại thức ăn mà không ăn được. Câu này khó nha. Câu này khó đấy. Câu này nên cho qua đi. Khó đấy. Bánh xe anh ạ. Bánh xe không chính xác. Ai biết à? Các bạn giải biết không? Bánh chè. Chè. Bánh chè, xương bánh chè. Bánh chè, xương bánh chè. Đó là chè chứ không ăn được. Không, khó, câu này khó. Khó đây. Nhưng mà yên tâm, khó cho em thì cũng sẽ khó cho Tú Vy. Lá dừa, lá dứa, lá dông. Lá nào thường dùng để gói bánh chưng? Câu này dễ. Lá dông. Lên. Cái này mà không biết nữa thì Tết các em không dám về nhà luôn. Đúng rồi. Nhà Gonzo có hai chị em. Gonzo đang phụ mẹ gói bánh chưng. Vậy anh Gonzo đang làm gì? Em làm gì của anh, em của chị thôi. Lên.
thế kỷ 21 bắt đầu từ ngày nào? Thế kỷ 21 bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2000. Không chính xác, không chính xác. Phải là 2001 chứ. À, ừ nhờ. Ừ. 2001 là bắt đầu một thiên kỷ mới đó. Thế năm 2000 thì là... Là thế kỷ trước. Là nó là năm thế cuối kỷ 20, cùng. Năm cuối cùng thế kỷ 20. Ok em hiểu như rồi. Vậy là chúng ta mang về được 3 đáp án liên tiếp, chúc mừng. Thưa quý vị, Gonzo quá căng thẳng. Hôm nay mặc một bộ đồ mới có bùa nhưng mà cũng chỉ được 3 đáp án thôi. Chúng ta chờ xem Tú Vi sẽ như thế nào. Xin mời Tú Vi. Ba đáp án liên tiếp chính xác. Em chỉ cần 4 thì đội mình sẽ thắng, giành một vé vào vòng trong và bước vào vòng đặc biệt tối nay. Nếu như bằng thôi cũng thắng rồi. Ủa, bằng cũng thắng rồi đó. Dạ. Đừng thua thôi. Em mà thua là tội đồ của nhóm. Hôm nay xin cho mọi người sẽ tha thứ cho em. Tráng đi. Tha thứ cho em không? Mọi người sẽ tha thứ cho em nhưng gia đình không tha thứ cho em. Con em phải coi mình tự hào đó. Cháu sẽ lên đường kể mẹ tôi chán lắm. Lúc. Nói chơi thôi, lên nào. Dạ. Chị ơi, nghe nói là hôm qua em có nhận quà đúng không? Có chị. Nhận quà gì vậy? Hồi này cũng có chút tò mò. 12 giờ đêm đó. Để tối về em nhắn cho chị. Người Hàn Quốc ăn mới không tiện nói ra. Đúng rồi. Chắc. Đó là một bí mật. Một bí mật. Là ủa? Sau em có bao giờ được tặng quà lúc 12 giờ đêm không? Có chứ, nhiều chứ. Nhiều chứ. Nhưng mà đốt đèn cây này nó rồi à, thì có quà ở đèn cây. Có thổi đèn cây không? Thì đèn cây quá trời luôn, trái tim vậy đó. Có thổi không? Thổi hết chứ anh. Thổi hết luôn. Thổi hết luôn. Em thổi hay là chồng em thổi? Hai người cùng thổi nhau. Tại vì nó nhiều quá. Nhiều quá. Nó nhiều quá. Thổi nào. Hết đèn cây thôi. Dạ. Có chừa lại không? Ủa mà có gì đâu hay ho mà sao mọi người vỗ tay dữ vậy? Hả? Dễ thương, dễ thương nào đi. Ôi thương, bỏ qua đi thương. Harry nói gì? Thổi đèn cây có gì đâu hay ho, mọi người vỗ tay dữ vậy. Hôm em thi lạ. Thôi, mình bắt đầu đi ha. Dạ chị. Tú Vi đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Đố chữ. Quần nào không dùng để mặc? Quần á hả chị? Quần nào không dùng để mặc? Quần đảo. Quần đảo. Giỏi. Chính xác. Liệt kê 3 từ ghép có nghĩa với từ cầm, nhưng từ cầm không có nghĩa là nắm giữ. 3 từ ghép có từ cầm mà không được cầm. Nắm giữ. Nope. Từ ghép nghĩa. Đúng rồi, từ ghép nha. Ghép hai chữ lại có nghĩa nhưng mà không phải là nắm giữ. Cầm kỳ thi họa được không? Một. Được luôn. Từ ghép. Cầm đầu. Đúng. Yeah. Yeah. Thêm cái nữa. Run cầm cập. Cầm cập. Cầm cập. Cầm cập lên. Đúng. Chính cầm xác. Cập đúng. Ừ. Câu hỏi tiếp theo. Tên ba con vật bắt đầu bằng chữ R. 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 Con rùa. Một. Con rắn. Hai. Ráng đi, ráng nghĩ cái. Suy nghĩ đi, suy nghĩ đi. Chỉ cần nghĩ ra nữa thôi. Một còn cái, giờ một mình sẽ chiến thắng. Con rùa, con rắn rồi. Con Yeah. 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 Em giành được chiến thắng rồi. Mười câu, mười câu, mười câu, mười câu, mười câu nha. Mới là ba câu mà làm quá. Cái câu này thì Kali biết nha. Mười câu là món quà. Cây gì mang tên một loài chim? Cây gì? Cây gì mang tên một loài chim? Liệt kê ra, liệt kê ra. À, thiên điểu. Liệt kê ra. Thiên điểu có được gọi là cây không ta? Thiên điểu là hoa thôi à? Thiên điểu không phải hả chị? Nhìn mặt chị là biết không phải rồi. Ủa? Thiên điểu là cây gì ạ? Thiên điểu là cái hoa thiên điểu. Thì đó là cây hoa bình thường mà. Được mà đúng không anh? Quan trọng là có hay không đã, anh cũng không rành lắm. Có cây thiên điểu mà.
Hoa Thiên Điểu á? Có. Lên. Yeah. Điểu là chim đó. Đúng rồi. Ok. Câu hỏi tiếp theo. Đố chữ. Bánh gì tên một loại thức ăn nhưng không ăn được? Là bánh gì? Bánh gì á? Một loại thức ăn nhưng không ăn được. Bánh xe. Cái tên là một loại thức ăn bánh... nha. Bánh bò tên thì là ăn bánh được thức, mà. Thức ăn chứ mà bánh, bánh, bánh gì? Bánh bánh gì mà bánh gì? Nó tên là cái loại thức ăn nhưng mà không ăn được. Cái này khó. Mọi người nói khó. Bánh gì ta? Quan trọng bạn biết cái này không đã nè, nhiều khi bạn không biết. Không biết luôn á. Chắc rớt rồi. Bánh bò. Đáp án là bánh chè. Chè là gì chè? Chè xương bánh chè á. Bánh chè á, xương bánh chè á. Xương bánh chè á. Đầu gối hả? Đầu gối mình đó, đúng rồi. À cái khớp nối lại gọi là giống như là bánh chè. Bánh chè, xương bánh chè. Khó này. Cái đó lâu lắm rồi không có ai dùng tới từ đó. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Lá dừa, lá dứa, lá dong, lá nào thường dùng để gói bánh chưng? Quá dễ. Rồi, không nấu ăn đúng không? Lá dong. Chính xác. Tụi vì không phải là lá dừa. Ngày Tết, nhà Tú Vi có hai chị em. Tú Vi đang phụ mẹ gói bánh chưng. Vậy Tú Vi, à vậy anh Tú Vi đang làm gì? Nhà có hai chị em mà hỏi anh Tú Vi đang làm gì? Thì anh Tú Vi làm gì, kể anh Tú Vi đi. Trời ơi, bé bắt chước anh Tú trả lời tào lao. Ông anh. Trả lời tào lao. Chính xác. Em bắt chước anh Hòa Hiệp mà. Thế kỷ 21 bắt đầu từ ngày nào? Thế kỷ 21 bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Nope. Không chính xác. 2001. 2001 á. À. À bé nó à. Hết giờ luôn rồi. Đây cho tôi đứng cái đạo ạ. Thế kỷ 20 là đến năm 2000 là hết thế kỷ 20. 2001 bắt đầu sang một thế kỷ mới rồi, thế kỷ 21. Đúng rồi. Sao em nói, em nói gì? 2020 hả? Em nói 2020 hả? Chán ghê. Bé bị ngáo tha cưng. Hôm nay sinh nhật anh, sinh nhật. Ừ sao? Nói gì kỳ vậy? Sinh nhật. Hôm nay là sinh nhật của Tú Vi thưa quý vị. Và bé đã chiến thắng, là người cuối cùng quyết định số phận của trận đấu. Và đội chúng ta dù rất cố gắng nhưng làm sao qua được sinh nhật của người ta? Nope. Người ta để, người ta nhường để cho một bài tuyệt vời thôi. Nhường và phần thưởng cho các em là 12 triệu đồng mang về. Còn chúng ta là những người chiến thắng, cùng nhau bước vào vòng đặc biệt. Quý vị quay lại với chương trình Nhanh Như Chớp. Kính thưa quý vị, ở vòng này là vòng đặc biệt. MC chúng tôi sẽ đưa ra một câu hỏi và các bạn phải trả lời 20 đáp án trong vòng 1 phút thì các bạn có thể lãnh được 60 triệu đồng. Khó. Khó chứ. Khó. Vòng đặc biệt phải khó chứ đâu dễ được. Đúng rồi. Bây giờ luật chơi là sẽ từ Tú Vi đập tay giành quyền trả lời, sau đó Thuận, Khali. Ok. Chúng ta nhắc nhau thoải mái nhưng mà đừng giành cái lượt thôi. Ha. Câu này thì chúng ta đã từng đố rồi. Tuy nhiên là không biết các bạn có xem chưa. Và để một lúc là có 60 giây thôi mà mang về 20 đáp án là cũng khó. Nó khó nằm ở chỗ thời gian thôi, chứ cũng khó gì lắm. Trong vòng 60 giây hãy mang về cho chúng tôi 20 đáp án. Căng thẳng quá. 20 loại trái cây. Trái cây, trái cây được á, trái cây. Nếu dừng ở đó là ngon. Dạ. Dễ gì. 20 loại trái cây có nhiều muối. Mời. Sầu riêng. Chính xác. Quýt. Chính xác. Măng cụt. Cam. Bưởi. Măng cầu. Trả lời đại đi. Mít nó chưa. Trả lời đại đi. Mít tú nữ. Muối hả? Muối. Mít một loại mít. Mít kia cái muối nó khác. Mít tú nữ. Thôi đừng cãi, đừng cãi. Muối. Bon bon.
Khế. Gì? Muối mà. Khế đúng rồi, nó có miếng muối. Quýt tắc thì có chưa? Hả? Tắc. Tắc chưa có, tắc chưa có. Tắc, tắc, tắc. Tắc. Trái cây mà. Gì? Trái gì nữa nhỉ? Một muối gì nữa ta? Sake. 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 Cam chưa? Cam rồi. Cam lại đi. Cam. Dâu xanh. Cái gì? Bán cầu. Dạ. Ôi, khó lắm. Khó. Khó rồi. Bán cầu, bán cầu. Khó lắm luôn á. Khó, khó quá trời luôn. Khó lắm dễ gì? Khó. 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 Không qua, không qua. 10 để bán chính xác. Khó lắm á, thời gian áp lực thôi. Khó. Bà bây giờ hết thời gian rồi, ngồi suy nghĩ hoài cũng không thêm được nha. Đúng rồi, không ra được luôn á. Khó, cái này khó quá trời luôn á. Khó quá trời. Ra khó. Cũng được con trái anh. Nói chung ra cũng không được nhiều. Thôi thì mình có cái vé vào vòng trong rồi cũng được. Yeah. Với lại mình sẽ mang về 18 triệu đồng xin chúc mừng. Xin chúc mừng. Cảm ơn mọi người đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và cảm ơn quý vị khán giả đã yêu thương tụi em mà ngồi xem tới giờ này. Thưa quý vị, chương trình Nhanh Như Chớp do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên HTV7. Ngày hôm nay xin dừng lại tại đây và xin chào, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Trên đầu bác gì ở trên đầu bắt đầu. Con nói lời hay chưa bộ? Trời ơi, đàn chị đó lớn nhất trong đám đó. Bánh gì vừa ăn vừa phải trông coi? Mông lan này, bánh gato này. Bánh gato không này. Không, sai hướng rồi. Chết rồi. Với chị có gì đó mà em hay chăm chọc chị, rồi chị hay chăm chọc em. Chẳng qua là không ưa nhau thôi, chứ có gì đâu. Không có, mình làm gì có mình thân thiết với nhau mà. Đó. Đây. Dạ, tối nay anh dẫn em đi ăn tối à? Cái gì? Chị dẫn em đi ăn tối. Nhà hàng anh luôn chào đón à. Chị có sẵn lòng dẫn dẫn em mà cũng như là team em cùng với team của gừng đi ăn tối không ạ? Nhưng mà thôi ạ, à, bé đẹp chứ không bị khùng ạ. Khó lắm, khó lắm. Trời ơi, cái thành của anh tiền hai đứa chưa được nữa tụi mình. Hai chị mình không có thân đâu nha.